xin chào mừng tất cả các cô chú anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi bất động sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật vui vẻ, may mắn và tràn đầy năng lượng nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới hôm nay em sẽ review một lô 5m đường DL14 Mỹ Phúc 3 bên cát Bình Dương để cho tất cả cô chú nào muốn đầu tư xây nhà thì cả nhà hãy xem hết video này nha. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả các cô chú anh chị Lô đất này bắt đầu từ mép nhà bên này đến vị trí cái cây Là ngang 5, dài 30, dài tới dây điện phía đằng sau Tổng là 150m2, thổ cư 100% sổ sẵn Lô này vị trí gần góc, không có dính hố ga, trụ điện gì hết nha Phía đằng sau chỗ quay tôn cả nhà cũng thấy đó chính là cái quỹ đất xây siêu thị nha cả nhà nên là lô đất này rất là gần với tiện ích đường này chính là mặt tiền đường DL14 ạ phía đằng trước chúng ta đó chính là đường NE8 là trung tâm của Mỹ Phước 3 nha cả nhà nha cả nhà cũng thấy là đường này kinh doanh buôn bán cũng khá là nhiều rồi ạ đường lớn trục đường chính của khu L hướng này thì sẽ chạy thẳng về công viên thị Go chuẩn bị xây và trường đại học Việt Đức ạ Bây giờ chúng ta xem lại lô đất này thêm video ha. Cái hướng tay em chỉ đó là chỗ trường học và trạm y tế á. Lô đất này bắt đầu từ mép nhà bên này đến vị trí cái cây là ngang 5, dài 30, dài tới dây điện phía đằng sau. Tổng là 150 m2, thổ cư 100% sổ dẫn. Lô này sát góc, vị trí đẹp. Đằng sau là quỹ đất xây siêu thị. Các trường học, trạm y tế à, cũng như là tiện ích thì chỉ có 500m thôi, rất là gần luôn. Thì bây giờ em sẽ lên xe em quay một vòng để cho cả nhà xem và hình dung vị trí của lô đất này nha. À, đường DL14 này là đường trục chính của khu L Mỹ Phúc 3 bên Cát Bình Dương. À, tập trung tất cả các dịch vụ ăn uống mua sắm quần áo karaoke đều có hết nha cả nhà và đường này chạy thẳng là đến với công viên Okolát và um, siêu thị Go chuẩn bị xây um, và ra chạy chút xíu nữa đó chính là trường Đại học Việt Đức và trường Đại học Việt Đức cũng đã khai giảng vào tháng 11 um, tháng 11 vừa rồi nha cả nhà. Rất đã đi vào hoạt động rồi nên là trong tương lai khu vực này rất là phát triển. Nên là quý cô chú anh chị và các bạn những ai mà muốn đầu tư, lô đất này thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé trực đường này đến là đường NL17 chạy thẳng thông lên chợ và công nghiệp khu công nghiệp chạy lên chỉ có 500m thôi cả nhà vị trí khá là đẹp luôn vuông vắn vị trí này thì có thể xây nhà hoặc là cho thuê đất để kinh doanh buôn bán cũng được nên là quý cô chú anh chị và các bạn những ai mà muốn đầu tư lô đất vừa rồi thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo cái số điện thoại em ghi trên video nhé rồi em xin kết thúc video đây cảm ơn tất cả các